Người niệm Phật thật ra không nhiều. Không phải thật sự niệm Phật. Người chân thật niệm Phật không có tán tâm nói chuyện này chuyện nọ. Người này nhất định là trầm mặc ít nói. Vì sao vậy? Vì từ sáng đến tối họ không ngừng niệm danh hiệu Phật. Nếu họ nói chuyện thì niệm Phật liền bị gián đoạn. Khi có việc cần nói chuyện với họ, họ đều A-di-đà-phật. Nghe rõ A-di-đà-phật, nghe không rõ cũng A-di-đà-phật. Rõ hay không rõ đều không liên quan đến họ. Họ nắm chắc Phật A-di-đà liền có thể giảng sanh tịnh độ. Họ giảng sanh tịnh độ và trong đời này sẽ thành Phật. Họ đang tìm đường về đại viên mãn. Họ làm thật không phải làm giả. Nên phải buông bỏ dạng duyên thì danh hiệu Phật này mới niệm tốt được. Nếu không buông bỏ thì câu Phật hiệu này niệm không tốt. Công phu không đắc lực. Niệm rốt ráo một câu Phật hiệu, đây gọi là người niệm Phật chân chánh. Xã hội ngày nay quá loạn, loạn chẳng thành ra sao cả. Đặc biệt là Internet, tin tức trên mạng quá chấn động, quá nhiều. Có tốt, có không tốt. Đại khai không tốt nhiều, còn tốt thì ít. Nên cần phải có trí huệ để phân biệt. Không có trí huệ tốt nhất đừng đụng đến nó. Chỉ có thật thà niệm Phật mới là hay. Mặc dù là tốt, đưa tin rất chính xác, nhưng biết càng nhiều đối với chúng ta chướng ngại càng lớn. Chẳng như không biết thiên hạ thì vô sự. Nhiều năm nay tôi nói với mọi người, tôi không xem tivi, tôi cũng không biết dùng vi tính, tôi không có tin tức. Chỉ là những người bạn đồng học bên cạnh lên mạng tải những tin tức quan trọng cho tôi xem. Biết chuyện ít thì phiền não ít, quen biết rộng thì thị phi nhiều. Các bậc cổ đức nói rõ ràng như vậy, chúng ta phải hiểu để tránh. Đặc biệt là lúc mới học, định lực và trí huệ chưa có, biết càng nhiều trong tâm hoảng hốt không an định, đặc biệt biểu lộ tính nông nổi. Ngày nay thiên tai nhiều như vậy, làm thế nào để đối phó? Thực ra tôi cũng tiếp nhận không ít thông tin như vậy. Mỗi thông tin sau cùng đều khuyên thật tâm niệm Phật. Không phải như vậy là được rồi sao? Tôi chỉ cần có Phật hiệu này là được. Cho dù là đại thiên tai, niệm Phật cũng có thể hóa giải. Nên tôi không cần biết gì thêm nữa, niệm Phật là được rồi. Tôi niệm Phật là giải quyết tất cả. Thời gian biết càng nhiều thì luôn muốn tìm một phương pháp để đối phó. Phương pháp đó đã có, dù phương pháp có nhiều đều có thể không cần quan tâm đến. Tại sao? Sợ làm phiền nhiễu câu niệm Phật này. Chi bằng chân thật niệm Phật.
Thiên tai đến đây, đến trước mặt tôi liền bị hóa giải. Nếu có cộng nghiệp này thì không thể hóa giải. Như vậy thì đến thế giới Cực Lạc. Thiên tai hiện tại nhất định thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Đối với thế giới này không có gì hoài niệm, triệt để buông bỏ. Tôi thường nói nên quán xét như vậy. Ngày nay là ngày cuối cùng tôi ở trên địa cầu này. Ngày cuối cùng tôi nên làm gì? Điều này phải rõ ràng. Thế giới này thuộc về tôi sao? Thân thể này cũng không phải. Thân thể cũng phải dứt bỏ. Huống gì là vật ngoài thân? Buông bỏ triệt để, thân tâm thế giới không nhiễm một chút trần, chỉ một câu A-di-đà Phật. Thật sự làm được, tâm tôi chính là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà chính là tâm tôi. Tâm là gì? Thanh tịnh bình đẳng giác. Như thế mới là người niệm Phật chân chánh. Nên nhờ khai thị của Bồ Tát Đại Thế Chí, đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, mắt không thấy sắc tướng bên ngoài, tai không nghe âm thanh bên ngoài, thiệt thân mọi thứ đều đem nó thu trở về, không rong ruổi bên ngoài. Duyên hướng nội, duyên tự tánh. Tự tánh chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Nhãn thanh tịnh, nhĩ thanh tịnh, tỷ thiệt thân đều thanh tịnh, ý thanh tịnh. Không cần biết, không cần nghe ngóng. Cần biết chính là một câu A-di-đà Phật. Đến Phật Pháp cũng đều xả bỏ. Chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ hoặc là bộ kinh A-di-đà là đủ. Không cần nhiều hơn. Nhiều thêm sẽ không kịp. Điều này nhất định phải biết. Quyết một lòng thâm nhập một môn, niệm rốt ráo một câu Phật hiệu. Đây chính là kiên cố nguyện, cứu cánh nguyện. Cảnh duyên như thế nào cũng không thể thay đổi tín nguyện hạnh của chúng ta. Không thể chướng ngại tín nguyện hạnh của chúng ta. Chúng ta trung thành bất thoái. Nhược vô tận tắc ly cấu. Ở đây cấu là từ tượng trưng. Chúng ta không chịu ảnh hưởng của nó, không chịu sự quấy rối của nó. Vì sao vậy? Vì nó là giả không phải thật. Bát tượng thành đạo của Đức Thế Tôn, trong đó có hàng ma. Đức Thế Tôn dùng phương pháp gì để hàng ma? Ma quá nhiều, vô lượng vô biên,
họ đối với chúng ta đều là uy hiếp dụ dỗ. Ở trong cảnh giới của họ mà động tâm là chịu thiệt ngay. Phương pháp hàng ma của Thế Tôn là như như bất động. Uy hiếp không được tôi là giả không phải thật. Dùng lợi để mê hoặc tôi cũng không mắc bậy. Vì sao vậy? Đó là giả không phải thật. Hay quá. Họ dụ dỗ rằng thế gian này là để cho hoàng đế, để cho quý vị làm hoàng đế. Quý vị có động tâm chăng? Của cải quý vị có động tâm chăng? Ước vạn trân bảo có động tâm chăng? Bồ Tát đích thực coi phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nên ngài như như bất động. Ma nhìn thấy chúng ta không động tâm, họ liền bỏ đi, không còn làm phiền nữa. Chúng ta sẽ không chịu thiệt. Tài sắc danh thực thùy, chỉ cần ta động tâm là vào bẫy ngay. Sẽ rơi vào ma chứ, sẽ bị khống chế, mất đi tự do. Muốn tiến về phía trước là điều khó khăn, ngược lại còn bị thụt lùi. Như vậy ly cấu sẽ không bao giờ có, đã bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Nhược ly cấu tắc vô hoại, hoại là biến dị, có biến hóa, có thay đổi. Chỉ có tánh đức không biến dịch. Tánh đức người xưa nói là chỉ ư chí thiện. Chí thiện là bất biến. Người xưa nói bản tánh vốn thiện. Thiện này không phải là thiện đối với ác, là từ tán thán qua tốt. Lành thay quá tốt. Không có chút khiếm khuyết nào. Vô hoại tắc bất động. Điều này tương ưng với tịch diệt nhận. Nên bất động tắc tịch diệt địa. Đây là vô sanh pháp nhận của Đại Thừa. Chúng ta phải học, đặc biệt là trong thời đại hiện nay. Thời đại hiện nay sức cám dỗ quá lớn. Phải biết rằng không nên để ý đến uy hiếp và cám dỗ bên ngoài.
vệ tinh và mạng internet là ma ba tuần khống chế, là đạo tràng của họ. Khi tôi ở Hồng Kông, họ từng đến tìm tôi, chất vấn tôi, hỏi tôi vì sao không thông báo với họ mà xâm phạm đạo tràng của họ. Lúc đó tôi nói không có, từ trước giờ chưa từng xâm phạm đạo tràng của ai cả. Lợi hay hại của bất cứ người nào, xưa nay tôi không nghe, cũng không hỏi. Họ liền chỉ ra. Sau đó tôi đột nhiên nhớ lại, vệ tinh truyền hình là đạo tràng của họ, họ đang giáo hóa chúng sanh. Dạy điều gì? Dạy sát đạo dâm vọng, dạy bạo lực sát tình, là ma đang dạy. Chúng ta cũng dùng vệ tinh, dùng mạng internet để truyền bá kinh điển, như thế là xâm phạm đạo tràng của họ. Thật sự là không báo cáo với họ. Chúng ta thờ bài vị của họ, tôi ở đây thờ bài vị họ, bài vị của ma ba tuần. Tôi xin họ tha thứ, nhờ họ hộ trì Phật pháp. Tôi nói ông cũng có từ bi như chư Bồ Tát vậy. Cũng may thế gian này còn có một vài người muốn học Phật, ông cũng phải hộ trì họ. Người thích tạo nghiệp thì ông tận lực giúp họ tạo nghiệp. Người thích tu thiện thì ông cũng nên giúp họ tu thiện. Công bình một chút, không nên thiên vị. Ông ta cũng rất hiểu lý lẽ. Nên chúng tôi cũng mời ông đến đây nghe kinh, chúng ta cùng nhau tu học. Ở đây nhắc nhở chúng ta, nếu thật sự muốn thành tựu, nhất định không bị bên ngoài cám dỗ. Điều này rất khó, vô cùng khó khăn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta quan sát tỉ mỉ xem, người nào không bị cám dỗ? Món ăn này ngon, ăn nhiều thêm chút, như thế là đã bị cám dỗ rồi. Món ăn này không hợp khẩu vị nên không gắp miếng nào, không phải đã chịu cám dỗ rồi sao? Người khác khen ngợi vài câu trong lòng vui sướng, mắng vài câu là cảm thấy rất khó chịu. Như vậy tức là chịu sự chi phối của nó. Đây chính là đang khảo nghiệm. Tôi học Phật bao nhiêu năm nay đều đem cảnh giới để khảo nghiệm mình. Từng giờ từng phút đều phải vượt qua bài thi này. Bài thi này là gì? Làm thế nào để có thể ở trong cảnh giới mà không động tâm? Người xưa nói, và trong kinh điển cũng nói, là lấy tâm bình thường để đối đãi. Bình là bình đẳng, thường là vĩnh viễn như vậy. Trong đó cần thiết là phải nhìn thấu suốt. Nhìn thấu, chúng ta nên ghi nhớ câu phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nếu thường xuyên nghĩ đến những lời Bồ Tát Di Lặc nói, một khẩy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm, niệm niệm thành hình, hình đều có thức thì sẽ hiểu. Như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn thấy năm uẩn đều là không. Năm uẩn là gì? Chính là tiểu quang tự, chính là một niệm mà Bồ Tát Di Lặc nói. Quý vị thấy, một niệm nó có hình, hình là sắc, nó có thức, thức là thọ tưởng hành thức, nó có những thức này, nghĩa là có tinh thần. Đây chính là ngũ uẩn.
Đó là gì? Là nền tảng cơ bản của tất cả vật chất và tinh thần. Là nền tảng, là nhỏ nhất. Ở đây Bồ Tát Quan Âm đều thấy là không. Tất cả hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất đều là một hợp tướng. Kinh Kim Cang nói như vậy, đều là chúng tổ hợp thành. Nền tảng là không. Dù tổ hợp có tốt thì tất cả cũng đều là không. Không có thứ gì chẳng phải là không. Nên trong Kinh Bát Nhã nói đều là thật. Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Trong cảnh giới này tự tại biết bao. Chúng sanh có khổ có nạn, chúng ta đều nhìn thấy. Chúng ta biết khổ nạn từ đâu mà có. Chúng ta cũng biết làm thế nào để tránh khỏi những khổ nạn này. Họ không chịu nhận biết. Chính mình có bị phiền não chăng? Không bị. Dù làm nhiều việc tốt đi chăng nữa thì cũng chỉ là Phật sự trong mộng. Đạo tràng như trăng dưới nước, không có thật. Nên vĩnh viễn là như như bất động. Điều đầu tiên của tứ đức trong Hoàng Nguyên Quán là tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên chính là gặp được. Gặp được tức có duyên. Cần làm thì làm, không cần làm thì thôi. Bất luận là làm hay không làm, tuyệt đối không bị nhiễu loạn. Trong kinh nói nhất định không bị nhiễm ô. Đây gọi là thật công phu, gọi là định huệ. Trong định huệ đầy đủ giới đức viên mãn. Định cộng giới, đạo cộng giới. Trong định có giới, trong đạo có giới. Trong đạo có giới có định. Đây đều là tự tánh bổn định. Tự tánh dùng đầy đủ trí huệ, nó vốn có. Chân tâm chính là thanh tịnh bình đẳng giác trên đề kinh này. Điều này đã biểu lộ. Tôi cầu điều gì? Cầu thanh tịnh, cầu bình đẳng, cầu giác mà không mê. Kiên cố nguyện giả, duyên bất năng hoại. Duyên này chúng ta thường nói thuận cảnh nghịch cảnh, thuận duyên ác duyên. Thiện duyên ác duyên là hoàn cảnh thuận hay nghịch của người và việc. Hoàn cảnh không thể nhiễu loạn chúng ta. Người và việc cũng không thể làm ta dao động. Đây gọi là kiên cố. Nói cụ thể thì trong hoàn cảnh không tham, không sân, không si. Trong người và việc cũng là không tham, không sân, không si. Không vì cảnh giới mà dao động. Người niệm Phật, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu.
một lòng muốn hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra không để bất cứ điều gì trong tâm, tất cả tùy duyên. A-di-đà Phật không có gì chẳng tốt. Người khác hỏi tôi trả lời bằng một câu A-di-đà Phật, họ hỏi điều gì tôi đều trả lời một câu A-di-đà Phật. Quý vị nghe hiểu thì thật hay, nghe không hiểu thì cũng đã trầm chủng tử từ câu A-di-đà Phật vào trong A-lại gia thức, cũng là việc tốt. Từ sáng đến tối trong suốt 24 giờ, ngoài câu A-di-đà Phật ra không còn điều gì nữa. Người này tức thân thành Phật. Trong bất cứ hoàn cảnh nào đều là một câu A-di-đà Phật, đối với họ hoàn cảnh không chướng ngại được. Có một tấm gương tốt, Đàm Hư Pháp Sư nói đầu năm dân quốc Tu Vô Pháp Sư chùa Cực Lạc ở Hắc Long Giang, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Nhiều người rất coi thường vị Pháp Sư này. Thầy không biết chữ, khi chưa xuất gia làm thợ hồ. Sau khi xuất gia ở trong tự viện làm khổ công, khổ hạnh. Việc người khác không làm thầy làm hết. Từ sáng đến tối đều một câu A-di-đà Phật. Khi giảng sanh rất tự tại, rất tiêu sải. Thầy đã thành công. Đế Nhàn Pháp Sư khen ngợi thầy là tấm gương tu hành tốt nhất, danh bất hư truyền. Thầy có bản lĩnh gì? Bản lĩnh của Ngài rất lớn. Trong tâm ngoài Phật A-di-đà ra thì không có gì nữa. Đây chính là bản lĩnh của Thầy. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng không chướng ngại được. Niệm rốt ráo một câu Phật hiệu, đây gọi là người niệm Phật chân chánh. Chúng ta dùng kinh điển Đại Thừa nói, nói rất rõ ràng, rất cụ thể là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là chân tâm. Tâm Bồ Đề rốt cuộc là gì? Tôi đã nói 10 chữ. Chân thành là thể của tâm Bồ Đề. Người khác dùng vọng tâm đối với tôi dùng chân tâm đối với họ. Người khác đối với tôi hư ngụy, tôi đối với họ thành thật. Vì sao vậy? Vì tôi dùng chân tâm. Chân tâm là giá, vọng tâm là mê. Trước mặt chân tâm là ánh sáng quang minh, trước mặt vọng tâm là một màn đen tối. Không dùng vọng tâm sẽ không thiệt thòi, không sợ chịu thiệt, không sợ bị gạt. Bị thiệt hay bị gạt cũng nên cười cho qua. À, chân
chân thành tự thọ dụng, chính là đề kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác tự thọ dụng. Niệm niệm đều là thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng từ bi đối đãi người khác, đại từ đại bi, vô duyên đại bi, đồng thể đại từ. Chúng ta dùng tâm này tốt biết bao, tự tại biết bao, và an vui biết bao, pháp hỷ sung mãn. Không có lo lắng, không có vướng mắc. Không có sợ hãi. Tâm vĩnh viễn là an định. Sinh hoạt, xử sự, đối nhân tiếp vật đều giữ nguyên tắc là nhìn thấu, buông bỏ. Đức Phật và thầy giáo đều dạy chúng ta nguyên tắc chung. Thật có thể nhìn thấu buông bỏ, bên dưới nhất định là tự tại tùy duyên. Sau cùng là niệm Phật. Niệm Phật rất quan trọng. Công đức của danh hiệu Phật không thể nghĩ bàn. Điều này ở trước chúng ta cũng đã nói rõ ràng, minh bạch rồi. Rất nhiều báo cáo, dự ngôn của các nhà khoa học, thảo luận về vấn đề thiên tai, kết luận sau cùng hầu như đều khuyên chúng ta niệm Phật, đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh, thật tâm niệm Phật. Thái độ đoan chánh chính là thật thà niệm Phật. Vấn đề liền có thể hóa giải. Tâm vĩnh viễn là định, vĩnh viễn không bị thiên tai nhiễu loạn. Thiên tai không làm động được tâm tôi. Tâm định tâm an, sanh trí huệ. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề. Tượng trưng cho trí huệ chính là Phật A-di-đà. Người niệm Phật thật ra không nhiều, không phải thật sự niệm Phật. Người chân thật niệm Phật không có tán tâm nói chuyện này chuyện nọ. Người này nhất định là trầm mặc ít nói. Vì sao vậy? Vì từ sáng đến tối họ không ngừng niệm danh hiệu Phật. Nếu họ nói chuyện thì niệm Phật liền bị gián đoạn. Khi có gì cần nói chuyện với họ, họ đều A-di-đà-phật. Nghe rõ A-di-đà-phật, nghe không rõ cũng A-di-đà-phật. Rõ hay không rõ đều không liên quan đến họ. Họ nắm chắc Phật A-di-đà, liền có thể giảng sanh tịnh độ. Họ giảng sanh tịnh độ và trong đời này sẽ thành Phật. Họ đang tìm đường về đại viên mãn. Họ làm thật, không phải làm giả. Nên phải buông bỏ vạn duyên, thì danh hiệu Phật này mới niệm tốt được. Nếu không buông bỏ, thì có Phật hiệu này niệm không tốt.
công phu không đắc lực.